Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Ươm Mầm Vlog sẽ chia sẻ cho các bạn biết về cách trồng đậu đũa cho năng suất cao. Thì đậu đũa nó sẽ có thể trong một năm các bạn trồng được 3 vụ như sau. Đó là vụ xuân, các bạn gieo hạt từ 20 tháng 2 đến 20 tháng 3. Vụ hè, các bạn gieo hạt từ 20 tháng 5 đến 20 tháng 6. Và vụ thu, các bạn gieo hạt từ mùng 5 tháng 7 đến mùng 5 tháng 8. Trong đó thì cái vụ xuân hè thường sẽ cho năng suất cao hơn với vụ thu. Một số điều lưu ý khi trồng đậu đũa như sau. Về chọn mà làm đất thì đậu đũa nó sẽ không quá kén đất, song phải dễ thoát nước, nhất là vào thời kỳ tháng 9 và tháng 10 mưa rất là nhiều. Cho nên là tốt nhất chọn đất thịt nhẹ, có độ pH từ 6 cho đến 7. Đất trồng đậu đũa thì nên được trồng luân canh với các loại cây trồng khác, đặc biệt là lúa nước. Chọn những nơi có điều kiện tưới tiêu chủ động, làm đất cho thật tơi xốp, nhặt thật sạch cỏ, lên luống cao khoảng tầm 25-30cm, mặt luống rộng 100cm và cái rãnh rộng là 30cm. Khoảng cách để thích hợp gieo hạt giữa hàng cách hàng với nhau là 60-65cm và cây cách cây là 25-30cm. Khi cây đậu đũa cao được khoảng tầm 50-60cm rồi thì lúc này các bạn sẽ tiến hành cắm dàn cho cây đậu đũa. Thì các bạn có thể cắm theo dàn hình chữ A hoặc là hình chữ X để đậu sẽ có cái chỗ để bám vào. Và các bạn chú ý một chút là mỗi một hốc thì các bạn sẽ cần cắm một cái cây có cái độ dài vừa phải, từ 1m8 cho đến 2m, và cái số lượng cây nó cũng cần phải phù hợp. Khi cây đậu đũa của chúng ta ra hoa và đậu quả, lúc này thì đặc biệt chú ý về vấn đề tưới nước cũng như là cắt tỉa bớt lá để cho cây có đủ với lực, nó sẽ nuôi cái quả lon của chúng ta và dàn của cây của chúng ta nó sẽ thông thoáng hơn, quả nó sẽ được tiếp xúc với nhiều ánh nắng và nó sẽ mau lớn hơn. Về vấn đề bón phân thì bón lót trước khi trồng là sau khi các bạn lên luống xong thì các bạn sẽ tiến hành bón lót phân chuồng hoai mục, phân lân. Nếu mà không có phân chuồng thì các bạn có thể sử dụng cái phân hữu cơ sinh học để thay thế cho cái phân chuồng. Về bón thúc thì lần đầu tiên các bạn bón nó khoảng tầm 20 cho đến 25 ngày sau khi các bạn gieo hạt. Và làm cỏ, đánh rãnh một bên hàng đậu, các bạn sẽ bón cái phân NPK rồi vun mép nấp phân và giữ ẩm gốc. Cái bón thúc lần 2 là khoảng 1 tuần sau lần 1. Lúc này các bạn cũng làm cỏ và đánh rãnh bên phía đối diện, bón phân NPK và vun mép còn lại. Các bạn sẽ làm tương tự ở với bón ở lui trái khoảng 40 cho đến 45 ngày sau khi là gieo. Trong cái thời gian thu hoạch trái tươi thì các bạn tưới đậm phân đạm và kali 10 ngày trên một lần để chúng ta có thể kéo dài cái thời gian thu trái và trái đậu của chúng ta nó sẽ cho được nhiều quả hơn. Thì về cái đậu đũa này nó rất là nhiều cái vấn đề về sâu bệnh, thì sẽ có một cái loại số sâu bệnh nó sẽ thường xuyên chúng ta phải gặp như sau. Đó là cái tình trạng mà các bạn hay gặp nhất, đó là cái phân giỏi đục thuân. Cái loại sâu này nó sẽ thường gặp nhất là trong cái thời kỳ cây còn non này, hay là giỏi đục lá, thì nó sẽ gây hại cho cây ở cái thời điểm mà khi cây của chúng ta sinh trưởng và phát triển nhất. Ở thời điểm cây ra hoa đậu quả thì sẽ gặp cái tình trạng là giỏi nó sẽ đục quả. Ngoài ra còn có một cái số loại bệnh hại cho cây nữa, đó là cái như là nhện đỏ này và bọ trĩ, nó cũng thường phát sinh và gây hại cho cây. Cái điều quan trọng mà các bạn phải cần thường xuyên kiểm tra và phát hiện những cái dấu bệnh, sâu hiệu, những cái dấu hiệu mà sâu bệnh
và có cái biện pháp khắc phục kịp thời. Như vậy thì cây của chúng ta mới không bị ảnh hưởng nhiều và nó sẽ cho năng suất cao hơn. Do đặc tính của cái đậu đũa này là cây rau ăn quả cho nên là các bạn hạn chế dùng những cái thuốc hóa học nhé. Thay vào đó thì các bạn nên dùng các loại thuốc vi sinh hay là các loại có cái nguồn gốc từ thảo mộc để đảm bảo cho an toàn, thứ nhất là cho người sử dụng của chúng ta. Đó. Thế thì tôi cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn biết về cách là trồng đậu đũa sao cho năng suất cao là như vậy. Thì tôi cũng mong là qua những cái thông tin trên thì các bạn có thể sẽ tìm cho mình được những cái biện pháp để trồng đậu đũa tận làm sao cho thật hiệu quả. Ươm mầm Vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.